I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. Xin chào cả nhà YouTube. Đây là nhật ký của Jenny. Sau khi xem phần intro thì có lẽ các bạn cũng đoán ra được trang nhật ký lần này của mình là một kỷ niệm hết sức đặc biệt. Câu chuyện này bắt đầu từ vài ngày trước đây. Jason nói với mình sẽ dắt mình đi tàu ở cảng ngay trung tâm chính tại thành phố San Diego. Mình rất háo hức mong đợi vì ở đây lâu như vậy vẫn chưa bao giờ được đi tàu như thế này. Thật là may mắn, bữa nay thời tiết rất đẹp. This is our boat. Yay. Wow, look at this. Nice. Wow. See ya? Yeah. Oh, hey man. Hi. How you doing? Very good, how are you? Good. Come on aboard, please. All right. Sure. Oh, okay. Okay. Hold on to this right here. Okay. There you go. Got it. Jump right on. Make yourself at home. Sau khi đã định vị yên ổn vào chỗ ngồi, thuyền trưởng giới thiệu về lịch sử con tàu này và một số điều cần biết về an toàn đường thủy. Và bây giờ, mời mọi người cùng ra khơi và trên đường đi, mình sẽ kể tiếp câu chuyện trong cuộc hành trình đã thay đổi cuộc đời mình. People have written books, some have a great look that covers the magazines for kids who are 17. But I don't know what to do. Staring into the blue sky and just waiting for a sign. Some, they are certain of what awaits them when it all ends. But I don't know what will happen to me. Will I be remembered? Dust in the wind, or the talk of the town that we are living in. Well, I don't know, I don't know. How could I know what lies ahead of me? Am I part of a grander master plan? Will I be washed away like lines in the sand? Trong hàng trăm tàu thuyền được cho thuê ở đây, con tàu này là một trong những con tàu có lịch sử lâu đời gắn liền với thành phố San Diego. Hoàn toàn được đóng bằng tay từ những năm 1930, đây là một trong những tàu đua đầu tiên khi thành phố San Diego được hình thành. Sau 30 phút ra khơi,
Jason gợi ý tụi mình có thể đi về phía mũi tàu để chụp hình. Mình đi trước, Jason ở ngay sau lưng. Và khi mình quay lưng lại, đã thấy anh rút ngay trong túi ra hộp nhẫn và cầu hôn. Mình bất ngờ và vui mừng đến phát khóc. Và chắc các bạn cũng đoán được câu trả lời của mình là thế nào rồi phải không? You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon is the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. Những năm 1930, tàu thuyền đua đều không có động cơ. Tàu Sally được tân trang lại và đưa vào hoạt động du lịch trong khoảng 30 năm gần đây. Con tàu vẫn giữ được vẻ cổ điển của thập niên 30 và mỗi chi tiết của tàu đều được cẩn trọng giữ gìn. Bất giác, mình tìm được sự tương đồng giữa tàu Sally và tình yêu của tụi mình. Thời gian 4 năm quen nhau cũng là quãng đường vun đắp cho một con tàu tình yêu. Hành trình đi tìm hạnh phúc của mỗi người đều khác nhau, nhưng tất cả đều giống như hành trình của những con tàu. Có lúc thuận buồm lướt sóng, có lúc cập ghềnh cần sự đồng lòng chèo lái qua những ngày biển động. Bắt đầu từ giờ phút này, tụi mình sẽ căng buồm con tàu nhỏ của riêng chúng mình và sẽ đi cùng nhau qua nhiều cung bậc cảm xúc, tạo dựng kỷ niệm. Và dù những con sóng có lớn bạc đầu, tụi mình vẫn sẽ có nhau. Chào mọi người, sáng nay mình với thầy em gái mình đang làm đẹp, chuẩn bị ra giao tòa đăng ký kết hôn. Yeah. Whenever all the stars above are shining, then I know I'll never be alone. Wishes may be heading. A part of us will never leave. Oh, wherever in the world you may be hiding. In a while, I know you're coming home. Tonight I know you will be coming home. Ooh. Fancy. Oh. Another money? Mỗi cái tờ giấy in ra là 15 đồng. Hai tờ 30. Phí đám cưới là 177 đồng. Mỗi lần trả thẻ là 2 đồng phí nha. Why they don't charge all at once, like every single time, like? Doesn't make sense. Oh, it's the cheap wedding guy. Cheap wedding. No, it's that affordable. So who's gonna do the ceremony for you guys?